Rồi, Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay mình về được mấy cái đùm của rim Thái với lại rim Super. Thì đùm này nó là đùm hàng loại 1 của Thái nha anh em nha. Nói chung là chất lượng thì cũng trung bình khá thôi, chứ không thể nào so với hàng zin được. Nhưng mà giá thì rất là ok. Anh em nào mà chúng ta xe anh em nó bị hư đùm hoặc là đùm nó xấu quá rồi thì anh em có thể quan tâm. Cái này thì Trung Quốc hay xe Nhật cũng đều gắn được nha. Đó, mình nói vậy để cho anh em hiểu, để cho anh em chúng ta khỏi cần phải đặt cái kỳ vọng quá cao ở cái bộ đùm này. Tại vì theo Đạt á, thì với cái giá là 235.000 mà anh em có cái đùm này anh em sử dụng á, làm theo mình á, là quá ok. 235.000 một cái nha anh em nha. Đó thì cái giá là giá siêu ok rồi. Đùm này là đùm hàng Thái loại 1, có nghĩa là hàng giả zin đó nha. Thì mình có hai loại nha, loại là rim Thái nè. Một loại là rim Thái, còn cái to hơn đó là Super nè. Đây mình gỡ cái Super cho anh em coi luôn. Nói chung là đẹp lắm anh em. Cái đùm này nó đẹp lắm, nhưng mà nó là đẹp theo những anh em mà chúng ta chơi cái chấp nhận được cái giá rẻ. Còn những anh em nào mà chơi xe VIP quá rồi thì anh em chúng ta đừng quan tâm. Tại vì anh em coi cho vui thôi. Còn anh em chơi xe VIP thì đương nhiên là anh em không chơi đồ loại 1 rồi. Cái này là đồ loại 1 nha anh em nha. Thì mình cũng phải có rẻ có đắt để cho anh em chơi. Đó, thì cái này giá của nó rất là dễ chịu cho anh em. Dễ thương lắm, giá là dễ thương lắm. 235.000 cái à, mà chất lượng là tuyệt vời luôn anh em ơi. Không dám nói là quá tuyệt vời, nhưng mà so với cái giá thành là mình cam kết với anh em là đỉnh luôn nha. Đây, cái này là đùm Super nè. Đây đùm rim Thái nè, anh em nhìn màu sơn là rất chất nha. Màu sơn là quá chất luôn em ơi. Đẹp lắm, cái đùm này đẹp dữ lắm. Nha, đẹp lắm nha, không có xấu đâu. Đùm này anh em lên xe là nhìn là không, nếu mà anh em nhìn sơ sơ bên ngoài là không biết đùm nào đùm zin, đùm nào đùm lô đâu. Đùm nào đùm loại 1, đùm nào đùm zin đâu. Cái này là đùm hàng linh kiện thôi anh em. Của Thái thôi, nhưng mà nó cũng dán tem Thái lên. Nhưng mà nó là hàng loại 1 giả zin thôi anh em. Đẹp lắm. Giá là 235.000 một cái nha. Đây mình có hai loại là Super Rim và Rim Thái, anh em thích lấy cái nào lấy. Nó cũng có Mazda cho anh em luôn, cũng Mazda đây luôn. Nó cũng rất là xịn sò ha. Đó Mazda luôn. Mộc nè. Mã nè. Đó. Ok đó nha anh em, nhưng mà mình báo đúng hàng nha. Này là hàng loại 1. Giá của nó có 235.000 một cái thôi, mình về được tầm 20 cái rim Super với 20 cái rim Thái á. Anh em nào chúng ta thấy ưng cái nào thì anh em lấy. Còn về màu sơn là chuẩn màu sơn cho anh em nha. Chuẩn sơn đẹp lắm. Đẹp leng keng luôn nè. Anh em nhìn cái màu sơn này nó thích liền nha. Thì anh em nào chúng ta bị hư đùm, hoặc là đùm anh em nó xấu quá, nó tã quá, hoặc nó bể rồi, thì anh em có thể quan tâm nha. 235.000 một cái thôi. Hàng loại 1 của Thái nha anh em nha. Anh em nào cần liên hệ với Đạt. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn.